Công việc thì hữu ích, vĩ đại, quan trọng và cần thiết nhất. Đó là hồng ân của Thượng Đế ban cho để hướng dẫn nhân loại cũng như để cứu rỗi nhân loại. Thì đương nhiên quan trọng chứ, quan trọng và bậc nhất. Và tất cả những phương tiện, phương pháp để chúng ta đạt được những ưu điểm cần thiết đó thì Thượng Đế đã ban cho rồi. Đó là những phép lạ vĩ đại mà Thánh Gióng chúng cháu đã trình bày trên dưới 4 năm nay. Không thể chối cãi được. Chỉ có người biết sớm, người biết muộn thôi. Và cũng chẳng ai sẽ kêu bằng chống đối, ngay cả những kẻ kêu bằng vô tình hoặc là cố ý, bởi vì họ chưa được sáng suốt, chưa được mở tâm. Thì từ từ họ sẽ mở tâm, là bởi vì họ sẽ không chạy được khỏi ánh sáng. Thứ nhất, thứ nhì nữa là họ không thể chạy khỏi sự thật. Và điều quan trọng hết nữa là họ đâu có ai ước ao được sống chung với quỷ Sa Lăng. Đây nè, sát bên nè, hiện ra đó. Thì đương nhiên họ từ từ họ cũng phải sám hối. Và tôi nói cho biết trước luôn là ngay cả những kẻ hung dữ ác độc nhất, họ cũng bắt buộc phải sám hối, bởi vì họ không có chọn lựa nào khác. Đâu ai muốn ở chung với Sa Lăng. Ớn bỏ sự. Ghê quá. Ông bà những ông bà mình Việt Nam nói nhát nó ông kẹ đó, mà cái bọn này nó dữ hơn ông kẹ, nó là quỷ Sa Lăng. Ông thấy nó, miệng mồm nó, mắt mũi nó nhìn thấy mà ớn. Vâng, theo bà tư đồng bào thương mến. Tại sao những phép lạ này lại hiện ra cho người Việt Nam mình? Là bởi vì dân tộc Việt Nam chúng ta đã chịu quá nhiều đau khổ. Tôi nói là quá nhiều đau khổ. Mình nói gần đây thôi nha. Thời chiến tranh Việt Nam đồng bà thấy là một cái sự khủng khiếp và kinh hoàng. Trước khi chúng ta nói đến những cái năm tháng xa xưa, thì thưa đồng bào, cái số người mà bỏ xác trên biển và trên rừng để mà chạy trốn bọn cộng sản khốn kiếp siêu quy khuẩn ăn hại, chúng nó có một cái tên. Thì số người chết trên biển, trên rừng là hàng triệu người đồng bào, hàng triệu đồng bào ruột thịt thân thương quý mến của chúng ta. Chưa có một dân tộc nào chịu sự đau khổ kinh hoàng như thế ở vào thế kỷ 20, thưa đồng bào. Và trước đó nữa thì chúng ta bị hành hạ bởi bọn cộng sản và bọn tài phiệt quốc tế. Và đương nhiên bọn Tào Cộng thì mượn tay chân của nhóm Hồ Chí Minh, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung gạt gẫm đồng bào miền Bắc và một số đồng bào ở miền Nam tập kết để mà giết chóc lẫn nhau, và nhất là giết người miền Nam chúng ta, và cũng như là thủ tiêu người miền Bắc. Để rồi những mà những cán bộ cộng sản bị mắc mưu giải phóng miền Nam, nhưng mà thực thực chất là họ bị gạt gẫm để rồi chính họ giết người miền Nam, và đồng thời chính họ giết họ và giết gia đình họ. Bởi vì trong lúc họ tập kết vào miền Nam thì những thằng khốn kiếp Tào Cộng vào miền Bắc, đó là để giữ an ninh, trong lúc những người đàn ông thanh niên miền Nam và miền Bắc tập kết để mà làm việc chống Mỹ, cứu nước, vân vân và vân vân, thì đa số là bị chết hết. Và trong lúc vắng nhà thì bọn Tào Cộng đã hãm hiếp vợ vợ con của những người thanh niên cũng như đàn ông người miền Bắc đi tập kết. Thì sinh ra đồng bào tính từ thời mà 30, 40, nhất là từ năm thập niên 40 cho đến sau này đó, thì biết bao nhiêu người phụ nữ miền Bắc cũng như ở tại miền Nam nữa, những gia đình có người đi tập kết bỏ vợ con lại đều bị bọn Tào Cộng khốn kiếp nó hãm hiếp. Và đến lúc này thì cái đám cầm đầu ở tại đảng ở tại Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, là rất nhiều chức vụ quan trọng đã do bọn Tào Cộng cấy người,
sinh ra từ thời kỳ đó nắm giữ. Và thưa đồng bào thân mến, trong lúc mà làm như vậy đó thì nó giải phóng người miền Nam thì bọn Tàu Cộng rảnh tay để mà nó tìm cách để mà nó tiêu thụ vũ khí thặng dương của nó, cũng như để tìm cách để nó rảnh tay để mà nó âm mưu việc làm chiếm đất nước chúng ta và cũng như giết sạch đàn ông Việt Nam. Cũng như cái sách này chúng nó áp dụng đến tất cả các quốc gia trên thế giới. Và thưa đồng bào thân mến, đó là việc làm của quỷ Satan. Bằng chứng là quỷ Satan nó hiện ra tại đất nước Trung Cộng. Đây, hình ảnh này là quỷ hiện ra tại đất nước Trung Cộng. Và chúng nó đang bị bọn quỷ Satan nuốt chửng, để rồi bọn quỷ Satan sẽ tìm cách để mà hủy diệt chúng nó, nếu mà chúng nó vẫn tiếp tục làm những gì chúng nó đã và đang làm. Và tôi cho biết rằng là dân tộc và đất nước Trung Cộng sẽ bị nhận chìm xuống đáy biển bởi sự trừng phạt của Thượng Đế, nếu họ sám hối không kịp lúc. Bản tin này, những người Tạo Cộng nằm vùng và Việt Cộng nằm vùng, các người hãy thông báo cho nhau được biết gấp. Đứa nào chậm trễ thì chính các người, những kẻ Tạo Cộng và Việt Cộng nằm vùng, sẽ bị trời trừng trị. Ta nói đây là tại vì ta thương các người, chứ ta không ghét bỏ ai hết. Thánh giống chúng tôi không ghét bất cứ một ai. Thánh giống chúng tôi quan trọng nhất là kêu gọi những người tội lỗi sám hối, chứ không phải những người công chính. Những người công chính đâu cần sám hối. Nhưng mà trên đời này ai dám dỗ được xưng tên nó mình là người công chính đâu. Bố láo, bố liếu. Nói rằng là Thánh giống chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người cần sám hối gấp. Và thưa đồng bào thân mến, đó là sự thật. Và hiện tại bây giờ ở tại đất nước Trung Cộng là thiếu trên dưới, tôi nói thẳng luôn nha. Bây giờ nè, ở tại đất nước Trung Cộng thiếu số mà phụ nữ so với nam giới ở tại Trung Cộng, số phụ nữ thiếu trên dưới 200 triệu người phụ nữ. Bởi vì chính sách và cai trị của chúng nó là trọng nam khinh nữ, và chúng nó đã giết hàng tỷ thai nhi phụ nữ từ thời khai thiên lập địa đến bây giờ. Điều này đã làm cha trời Thượng Đế toàn năng giận dữ, tôi nói thẳng luôn là giận dữ. Vì thế Ngài cho quỷ Satan hiện ra để cảnh báo cho chúng nó biết là mấy thằng em Trung Cộng sắc sược này phải lo sám hối gấp, bằng ngược lại thì chúng nó sẽ bị nhận chìm dưới đáy biển. Và trước khi đất nước và dân tộc chúng nó bị nhận chìm dưới đáy biển thì người dân ở trong nước tại Trung Cộng sẽ nổi dậy và sẽ bầm bọn cầm đầu Trung Cộng, và tất cả những thằng giàu có hống hách hung dữ ác độc sẽ bị người dân hủy diệt, giết sạch hết. Và cách cư xử đó đối với bất cứ mỗi quốc gia nào trên thế giới, nếu mà hành xử như bọn Trung Cộng, có nghĩa rằng là bọn Cộng sản Việt Nam sẽ bị hành xử như thế. Bọn Trung Cộng và ở tại Cuba cũng như tất cả những đất nước nào mà sống nghịch ý cha trời Thượng Đế toàn năng, tức là những người cầm đầu, những người lãnh đạo trên thế giới không thực sự sám hối và đóng trọn vai trò của mình là vai lãnh đạo, mà khi lãnh đạo tức là phải làm việc phục vụ cho người khác. Thượng Đế dạy kỹ lắm, các ngươi muốn làm lớn hả? Muốn làm lớn không? Các ngươi hiểu chứ làm lớn là gì không? Người cha, người mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con cái mình, đúng không? Làm lớn đi, và lo cho dân. Còn nếu mà các ngươi mà không lo cho dân thì các ngươi là làm gì? Các ngươi là những thằng ăn hại, những đứa ăn hại. Những đứa ăn rồi hại người ta đó. Các ngươi phải là những người lãnh đạo. Các ngươi là đệ tử của quỷ Satan. Bởi vì các ngươi đã bị chúng nó bắt rồi. Thành ra các ngươi tham quyền cố vị rồi, tham nhũng hối lộ. Chúng bay là những đứa mà hư đốn. Cần phải lấy roi mây mà quất vô đích chúng bay, mỗi đứa dài chục roi. May ra chúng bay mới thức tỉnh. Đó là sự thật. Và cái thưa đồng bào thân mến, chúng ta có tất cả những phương tiện rồi, chúng ta cần thông báo những phép lạ này đến cho tất cả nhân loại được biết, để rồi nhân loại nhờ đó mà được cứu rỗi. Chúng ta đâu cần phải là
hung dữ, kêu gào rồi này kia rồi bắn giết ai, không cần. Chúng ta không cần, không xài mấy thứ đó. Mấy xưa rồi, mấy xưa lắm rồi, không xài. Đây là thời thời thánh thánh đức đang đến đó, tức là thời mặt kiếp đang chuyển qua thời thánh đức. Những ai mà phạm tội giết người thì sau này sẽ bị nhốt trong cái quỷ sa tăng. Nó kinh hoàng, ghê quá. Thì thưa đồng bào thương mến, chúng ta chỉ cần thông báo tin mừng vĩ đại này đến cho thế giới. Tôi những phép lạ tôi trình bày thông báo cho họ biết. Vì thế chúng ta cần có ngân sách để làm việc. Bây giờ tôi nói đồng bào nè, chuyện rất là dễ làm bây giờ. Mỗi gia đình làm ơn, mỗi gia đình đó, Việt Nam mình ở tại Mỹ nè, hay là ở khắp thế giới, làm ơn mỗi năm phụ giúp chúng tôi ngân sách Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và Nhân loại $100 thôi, $100 cho một năm. Thật sự nếu mà chúng tôi có đầy đủ ngân sách, đầy đủ ngân sách để chúng tôi làm việc, thì tôi bảo đảm trong vòng một năm, tức là trái đất quay một vòng mặt trời, thì Đảng Cộng sản ở Việt Nam sẽ không còn hiện hữu. Và đương nhiên bọn Tàu Cộng sẽ trả đất trả biển, và đương nhiên chúng nó sẽ không bao giờ dám rón rén xâm nhập vào đất nước chúng ta, cũng như là rón rén làm phiền chúng ta. Bởi vì chúng ta sẽ ban bố cho họ những gì mà họ ước ao tìm kiếm từ thuở khai thiên lập địa mà ông bà tổ tiên của họ đã ước ao tìm kiếm. Bởi vì chúng ta sẽ ban bố cho họ những hồng ân của Thượng Đế có thể cứu rỗi dân tộc họ và đất nước họ khỏi bị hủy diệt. Thì đương nhiên họ phải kính nể chúng ta thôi, họ bắt buộc phải kính nể, tại vì họ sẽ vô cùng vui mừng để nhận được những điều đó. Đồng bào nên nhớ là đây là sự thật đã hiện ra trên mây qua từng giai đoạn dẫn chứng rất kỹ càng. Đó là vì thế lý do tại sao mà tất cả những nhà lãnh đạo trên thế giới, nhiều người đã và đang biết những phép lạ này, nhưng mà họ rất là kinh ngạc, kinh hoàng, kinh hãi và phải nói là hoang mang. Bởi vì họ biết họ sẽ không chạy khỏi lưới của trời, bởi vì họ biết rằng họ sẽ không chạy khỏi sự thật. Họ biết là một ngày nào đó, gần đây thôi, họ cần phải đối diện với sự thật, để rồi họ sẽ đáp lại lời mời gọi của chúng ta, thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho nhiều người được biết, và nhất là cho đồng bào dân tộc ở tại đất nước của họ được biết. Bằng ngược lại, họ sẽ bị nhốt chung với quỷ Satan hàng ngàn năm, và linh hồn của họ sẽ bị thiêu đốt lửa nóng nhiều ngàn độ, vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Kính thưa đồng bào, sự thật là sự thật, đã có, đang có và sẽ xảy đến. Thế thì chúng ta làm ơn, do yourself a favor, mình làm chuyện của mình để hữu ích cho mình thôi, cho gia đình mình. Mỗi năm chỉ cần giúp Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và Nhân loại $100, nếu có thể. Những người nào nghèo quá, gia đình nào nghèo quá thì 20, 30, 50. Hả? Nhưng mà nghèo nghèo cỡ nào mới được chứ? Đủ ăn đủ mặc thì chưa là không nghèo. Còn thiếu thốn á, thì mới là nghèo. Mà thật sự nếu mà thiếu thốn rồi thì khỏi cần đóng đồng nào. Trả trời biết lòng của mình đó. Nhưng mà nếu mà giàu có thì kiểu như là đủ ăn đủ mặc rồi, có dư chút đỉnh á, thì cần làm gấp. Bởi vì Thượng Đế đang đo lòng quý vị, chứ đừng có chờ nó tôi. Giờ tôi có $1,000, giờ tôi cần phải kiếm thêm 5,000 nữa cho 6,000, đủ 10,000. Tôi không có phụ Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và Nhân loại. Đó là trật lất, đó là quý vị sẽ bị mất hồng ân của Thượng Đế. Làm bổn phận của mình,
quý vị thử đóng góp 100 đô la đi, một năm, phụ giúp hội đồng của nguyên dân tộc Việt Nam và nhân loại để làm việc phụ cho quý vị, làm phụ phần vụ của quý vị. Tôi cho quý vị biết 100 đô la quý vị phải nói là dâng hiến thì quý vị sẽ được lãnh nhận gấp ngàn, gấp triệu, gấp tỷ lần trong những ngày tháng năm sắp tới và cho đời sau và đời đời kiếp kiếp cho quý vị. Quý vị chẳng mất mát gì đó. Còn những kẻ nào mà giàu có kêu gào ích kỷ, nó cho rằng đây là cái việc làm không hữu ích, không thực tế, thì tôi cho quý vị biết quý vị đã bị quỷ Satan bắt rồi. Quý vị vẫn sống sống nhăn răng còn thua, nhưng mà còn thua con khỉ đột nữa. Chỉ bon chen chụp giật bóc phốt, đầu óc đang thui như mõm con chó mực thôi, chứ quý vị không hiểu gì luật trời gì đó. Đừng có hóng hách, chết đó các con à. Ta nói cho các ngươi biết luôn, những kẻ giàu có hung dữ ác độc kiêu ngạo, chết đó các con, các con sẽ bị bắt và sẽ bị nhốt chung với quỷ Satan. Ai bắt các con? Luật trời. Đúng cái các ngươi gặp những đại nạn, các ngươi chết, các ngươi sẽ bị nhốt chung với quỷ Satan. Hoặc là chờ lúc các ngươi già chết, già cằn cú đế, hai ông chết mà, tôi cũng chết mà, xác này sẽ chết hết á. Rồi linh hồn đi về đâu? Linh hồn quý vị sẽ bị nhốt chung với quỷ Satan. Nha. Thành ra đừng có hóng hách, đừng nghĩ là quý vị giàu có, khoa bản bề ngoài, học thức, chức vụ, người đời gắn cho nhau, rồi quý vị coi thường việc làm mà chúng tôi đang làm. Tôi cho quý vị biết, cẩn trọng, sám hối gấp. Tất cả những kẻ giàu có, giàu thật giàu, và tất cả những nhà khoa học trên thế giới, những vĩ nhân trên thế giới, trước khi họ chết đã 99.9% họ đều quay về sám hối với Thượng Đế trước khi họ chết. Đồng bào có biết được không? Tất cả nhà khoa học gia, những vĩ nhân trên thế giới, những kẻ cái bằng tài ba thực sự trên thế giới, họ đều làm như vậy. Trước khi họ chết họ đều sám hối và quay trở về với Thượng Đế. Họ tin tưởng là có Thượng Đế là đứng tạo hóa, đứng tác tạo mà chúng ta gọi là ông trời, hay là Chúa Cha, hay là Thiên Thượng, Phật dạy là Thiên Thượng. Mà bây giờ Tàu Cộng nó có trên 10.000 sư giả xâm nhập ra hải ngoại để phá tan cộng đồng Việt Nam chúng ta. Tại vì chúng nó biết cộng đồng Việt Nam chúng ta là phải nói là một cái khối mà chống cộng cũng như là diệt cộng cũng như là vạch mặt những bọn cộng sản một cách kêu bằng siêng năng và ráo riết. Thành ra chúng nó sợ lắm. Chúng nó đã gửi ra trên 10.000 sư Phật giáo, sư giả đó, để xâm nhập vào cộng đồng chúng ta. Và đồng bào để ý là cái bọn này nó dạy đạo Phật Pháp không bao giờ nhắc nhở đến Thiên Thượng như Phật Thích Ca dạy bảo. Đồng bào xác nhận rõ ràng lắm. Bọn nào mà không nhắc nhở đến Thiên Thượng, thờ lại Thiên Thượng, học hỏi cùng Thiên Thượng, Thiên Thượng là Thiên là Thiên Liên, Thượng là Thượng Đế. Bọn nào mà không nhắc, đứa nào mà không nhắc đến Thiên Thượng thì chính những cái đó là sư Phật giáo Trung Cộng, tức là bọn sư giả mà chúng nó đã xâm nhập vào đất nước chúng ta hàng mấy ngàn năm nay chứ không phải mới đây. Nhưng mà bây giờ là cái trận sau cùng. Nhưng mà thưa đồng bào thân mến, việc làm của họ đối với những gì mà chúng ta đang làm đây, họ chẳng là gì hết. Bởi vì chúng tôi đã thông báo cho họ biết, cảnh báo cho họ biết, và chính họ đã và đang biết từ lúc chúng tôi làm việc đến bây giờ. Thì đương nhiên họ phải theo dõi kỹ càng và họ sẽ học hỏi. Và sẵn đây tất cả nhắc nhở cho người biết luôn, bọn cộng sản và bọn Tàu Cộng, bọn Việt Cộng, Việt Cộng, Tàu Cộng, Cộng sản, Trung Cộng, Cộng như tụi bay á, đứa nào không sám hối thì các ngươi sẽ chết sầu muộn và các ngươi sẽ bị nhốt chung với quỷ Satan. Vô cùng kinh hoàng và khủng khiếp, khốc liệt, sầu muộn. Ta lặp đi lại hoài, nó nặng hơn mỗi cổ các ngươi quá. Nhưng mà bổn phận của ta mới làm việc, việc chuyện của ta. Trời bảo ta làm, ta không làm là không được, chẳng có gì. Thật sự ta cũng mệt mỏi gì chúng bay lắm. Nhưng mà ta phải làm bởi vì đó là bổn phận và trách nhiệm của ta. Kêu gọi những kẻ hung dữ ác độc hãy sám hối gấp, chứng tỏ ta thương các người, đúng không?
Vâng, ở thưa đồng bào thân mến, thì thưa đồng bào, đến giờ này thì chúng ta đang làm gì? Tôi từng rồi đồng bào biết, ồ, có chuyện này tôi cần kể cho đồng bào nghe nè. Thank you.